Đây là một người đàn ông đẹp trai quyền lực giàu có, sở hữu riêng cho mình một căn biệt thự 5 sao, tủ quần áo thì chất kín những bộ vest lịch lãm sang trọng. Không những thế anh ấy còn sở hữu một thân hình cơ bắp cuồn cuộn vạn người mê, cũng vì thế mà anh ấy thay bồ nhanh hơn cả thay áo. Em nào cũng mong muốn được xúc 19 tấn than với anh, cứ ngỡ anh ấy là một mẫu người đàn ông lý tưởng của các chị em phụ nữ, nhưng ngờ đâu thật ra hắn ta lại là một tên sát nhân khát máu, xuống tay giết người không chút do dự. Độ máu lạnh thì không ai có thể sánh bằng, hễ kẻ nào ngang bướng là xác định hắn bổ cho nát sọ. Không những thế hắn còn nhẫn tâm giết cả người vô gia cư, hay cả những động vật bé nhỏ thì hắn cũng không tha. Ngay cả cảnh sát đến bắt thì cũng bị nã bi sắt cho chết tươi tại chỗ. Đã thế tên sát nhân này còn sở thích sưu tầm xác chết trong nhà. Đồng thời hắn còn có một bộ sưu tập phóng lợn để ám sát con mồi. Liệu một kẻ độc ác như thế sẽ còn làm những điều kinh khủng gì? Và hắn ta có phải chịu sự trừng phạt từ pháp luật hay không? Đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Thì anh em ta cùng cà phê review vào phim luôn nhé! Nam chính Patrick vốn là một doanh nhân thành đạt, ngoài sở hữu vẻ ngoài hào nhoáng thanh lịch, anh ta còn rất biết chú trọng chăm sóc cho bản thân. Không những thế Patrick còn sở hữu riêng một bộ mỹ phẩm chính hãng, mỗi sáng anh ta đều dậy sớm đeo mặt nạ tập thể dục, rồi đến giai đoạn skincare các kiểu con đà điểu, vệ sinh toàn thân tổng thể xong thì đến công ty làm việc. Thậm chí nam chính còn sở hữu riêng cho mình một em thư ký ngọt xớt, để cho cô nàng có thể trở nên nóng bỏng hơn. Patrick muốn cô ấy từ mai phải mặc váy ngắn đi làm cho nó uy tín. Được biết Patrick có số má khá cao trong thành phố, cho nên anh ta luôn có những cuộc gặp với đối tác kín tuần, ban ngày thì làm việc vắt óc mệt mỏi trên công ty, tối đến thì anh ta xuống ba giải khuây cùng đồng nghiệp. Họ đều là những doanh nhân sở hữu tài khoản kếch xù, thế nhưng gặp nhau thì chả thấy mấy anh em bàn gì về công việc, mà các con vợ chỉ luyên thuyên ngồi khoe khoang xem thằng nào lắm tiền hơn. Nói chuyện chán chê rồi thì mấy anh em lại rủ nhau hít ke trong WC, được cái Patrick hít ke như cái máy hút bụi, lúc nào cũng luôn là thằng rít mạnh nhất trong cả đám. Gác lại câu chuyện giao du đám bạn thượng lưu sang một bên, Patrick còn có một vị hôn thê xinh như hoa hậu là Elsa, thế nhưng tình cảm hai người lại ngắt như cơm nguội, thậm chí Elsa còn cặp kè với một thằng cha khác. Cứ tưởng Patrick đã bị cắm sừng từ đây, thế nhưng đâu ai có thể ngờ được, anh ta còn làm quả ngoại tình với bạn thân nhất của Elsa. Quả nhiên nam chính mang phong thái đậm chất một thằng chap boy, cô gái kia cũng rất say nắng anh chàng, nhưng vì cả hai đều là hoa đã có chủ, cho nên họ chỉ có thể thường xuyên lén lút mây mưa, mặc dù sở hữu khối tài khoản triệu đô. Vẻ ngoài đẹp trai gái gú không thiếu, thế nhưng được cái là Patrick bị mắc bệnh sĩ diện, trong một lần nam chính nhấc máy muốn rủ người tình đi ăn tối, và cô nàng muốn cùng gã tới quán Louis. Được biết nơi đó vốn là một quán ăn nổi tiếng vì vô cùng khó đặt chỗ, tuy nhiên Patrick vẫn trực tiếp gọi đặt bàn, nhưng vì tầm này cũng khá muộn cho nên họ đã kín chỗ, cơ mà điều đó cũng chả làm khó được anh ta. Nam chính đã giả vờ đưa người tình tới quán khác, rồi bốc phét đây là quán Louis, cũng vì do dùng thuốc an thần quá nhiều. Trong cơn mơ hồ mê sảng, cô ấy cũng chẳng hề nhận ra đây có phải quán Louis hay không. Hôm sau Patrick liền lên công ty khoe khoang với lũ bạn rằng: "Ơ anh em ơi, hôm qua tôi vừa ăn tối ở quán Louis đấy." Mọi người thấy thế thì không khỏi trầm trồ. Đang đà khoái khoái, con vợ liền quăng tấm danh thiếp mới in cho anh em xem. Ái già, thằng bạn có tấm thẻ trông uy tín nhở. Thấy thế con vợ lại càng sung sướng hơn. Công nhận cái của bạn uy tín đấy, nhưng cái của tôi còn nét hơn này. Cứ như thế anh em nào có thẻ cái là bắt đầu đem ra khoe, nhưng rồi chốt lại cái cuối cùng chất chơi người rơi nhất vẫn là của đồng nghiệp Paul Allen. Được biết tên đó vốn là người sở hữu khối tài sản nhiều tiền nhất cả đám, đồng thời hắn cũng là cái gai trong mắt Patrick. Thậm chí tất cả anh em ở đây đều có cùng mối thù với Allen, cứ hễ lần nào tụ tập ăn uống là các con vợ lại lèm bèm nói xấu tên đó. Thế mà lần này tất cả anh em lại khen tấm thẻ của Allen là đẹp nhất. Patrick thấy vậy thì trong lòng cũng có chút cay cay, rõ ràng anh ta phải là nhất, thằng nào đứng trên anh là không được rồi. Quá bực bội trong màn đêm u tối hoang vắng, Patrick điên cuồng xả giận giết chết một người vô gia cư, thậm chí hắn còn nhẫn tâm giết luôn cả cậu vàng của ông ấy. Giết người xong thì con vợ lại đi massage như chưa hề có gì xảy ra, nhưng vì vẫn cảm thấy cay cú chuyện thằng Paul Allen, nhân dịp Giáng sinh Patrick đã lập mưu mời hắn tới nhà. Được cái tên đó hơi bị lú lẩn đầu óc một chút, hắn ta luôn nhận nhầm Patrick thành một người đồng nghiệp có tên Michael cùng công ty. Đó là do Patrick và cái tên kia mặc quần áo cùng hãng, ngay cả kiểu tóc cũng giống cho đến kính. Sau khi tiệc tàn, Patrick đã mời Allen tới một quán ăn. Ban đầu Allen còn muốn phải tới quán Louis ăn vì anh ta thấy quán này phèn với bình dân quá, tuy nhiên điều đó cũng không còn quan trọng. Allen liên mồm khoe khoang về vật chất đắt đỏ của mình vì hắn luôn lầm tưởng anh là Michael, cho nên nhân tiện đây hắn đã nói xấu Patrick vốn là một thằng đần, đã thế còn khen vợ của Patrick ngọt nước lắm. Nam chính nghe vậy trong lòng không khỏi bực tức, nhưng Patrick không hề vã vào mồm hắn tại đây, mà anh ta vẫn tỏ ra rất vui tính thân thiện, rồi nhân cơ hội mời rượu cho đến khi Allen say mềm thì thôi. Sau đó Patrick mưu mô đã rủ hắn ta về nhà mình tham quan, đang cơn say Allen không chút cảnh giác mà đồng ý ngay, vì không muốn quá trình giết người phun máu ra nhà, nam chính cẩn thận bọc lót tất cả đồ đạc trong nhà từ trước, thậm chí trước khi hành hình còn mặc áo mưa, rồi Patrick âm thầm lôi con dìu bóng nhoáng ra.
Alan vẫn chưa hề nhận ra điều gì, mà vẫn miệng cười khôn xiết tiếp tục nói điều nam chính. Thế nhưng Patrick không hề đáp trả gì cả, mà anh ta rất vui tính nhảy hip hop cho con vợ xem. Nhảy xong rồi thì Patrick thâm hiểm bổ thẳng vô sọ Jackson, cơn bực tức đã được giải tỏa. Anh ta điên cuồng bổ thêm hàng chục nhát nữa. Gây án xong, Patrick nhờn nhơ kéo cái xác rời khỏi chung cư trước mặt bảo vệ, rồi gã ném cái xác lên xe đem đi giấu ở đâu đó. Tiếp theo anh ta như một bóng ma tìm đến nhà Alan, rồi nhanh tay lấy vài bộ quần áo của hắn gói vào vali, và nam chính đã giả danh thành Alan để lại lời thoại cho vợ hắn, nói rằng mai anh đi công tác đôi ba ngày ở London, em ở nhà nhớ ăn cơm đầy đủ nhé, cứ tưởng đến đây là che đậy tội ác xong xuôi, thì hôm sau đã có vị thám tử tìm đến anh. Thế nhưng thám tử có tra khảo thẩm vấn đến đâu, thì Patrick vẫn bình thản đối diện với mọi thứ. Qua vài lời văn vở chém gió xuyên quốc gia, anh ta dễ dàng tạo ra một chứng cứ ngoại phạm hợp lý, thậm chí con vợ còn giả vờ lo lắng cho Alan như đúng rồi. Đam mê giết chóc đã ngấm sâu vào người, tối đến Patrick đã mời hai cô gái bán dâm về nhà giải khuây. Sau khi tâm sự mỏng được một hồi, thì anh ta bắt bọn họ phải làm tình theo phong cách kỳ quái. Sau khi nhốt con chim hư hỏng vào lồng sắt chán chê, giữa đêm Patrick bắt đầu lôi vũ khí sắc bén ra, đến khi bọn họ ra về thì ai nấy cũng học hết máu mồm, thậm chí còn bị anh ta tattoo cho vài phát ở lưng. Hôm sau trong lúc trò chuyện cùng đám bạn đồng nghiệp, thì tự dưng một đồng nghiệp rách đem danh thiếp ra khoe, đã thế mấy anh em còn khen tấm thẻ xịn xò lắm. Thấy vậy tính đố kỵ trong người Patrick đã bốc lên, tâm trạng cũng chẳng thể vui nổi, và anh ta đã quyết định sẽ khử con vợ này tại đây. Vì vậy nam chính thâm hiểm định bóp cổ giết chết rách, thế nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị rách phát hiện ra, đồng thời anh ta còn tưởng Patrick đang có tình ý với mình. Tại đây rách cũng chia sẻ cho biết bản thân vốn là người đồng tính, và anh ta nói thẳng đã thích thích Patrick từ lâu lắm rồi, đã thế còn muốn thổi kèn cho nam chính tại đây. Patrick thấy tên này tởm vãi chưởng nên tụt luôn cả hứng ám sát, và anh đã phải vội vã cong đít rời khỏi. Tối đến Patrick lên hộp đêm giải stress cùng nhóm bạn, thì vô tình anh ta đã quen một em gái người mẫu ngon ngọt ở đây. Cô nàng rất thắc mắc liệu nam chính làm nghề gì. Patrick không do dự nổ thẳng luôn anh là kẻ thích giết người, nhưng nhìn gương mặt đẹp trai tử tế như thế kia, cho nên cô ấy đâu thể tin lời anh nói. Thấy vậy Patrick lại càng trở nên hứng thú với cô nàng, cho nên anh ta đã gạ gẫm cô gái về nhà làm thịt nhằm thỏa mãn công cuộc giết chóc của anh ta. Quả nhiên sáng hôm sau thì chỉ còn thấy mỗi một chùm tóc của cô gái đó, cơn khát máu ngày càng trở nên bùng cháy. Lần này anh ta đã quyết định giết luôn cả cô thư ký, vì vậy Patrick đã gạ gẫm cô thư ký tối nay qua nhà làm ly rượu vang. Được trai đẹp nhiệt tình gõ lời như vậy thì đâu thể từ chối, cho nên cô ấy không chút cảnh giác mà đã vui sướng nhận lời ngay. Nhưng cô thư ký đâu biết tử thần sắp sửa kéo đến. Tuy nhiên Patrick muốn cô nàng tối đến hãy mặc bộ đồ gì đó trông nóng bỏng chút. Quả nhiên cô thư ký không hề làm anh ta thất vọng. Sau đó Patrick tình cảm lấy kem cho cô nàng ăn, cơ mà bên trong tủ lạnh còn có cả một cái đầu của cô gái gọi. Tuy nhiên cô thư ký vẫn chưa hề nhận ra nguy hiểm gì, mà đã đem lòng say mê Patrick như điếu đổ. Hàn huyên câu chuyện được một hồi, rồi Patrick bắt đầu chọn vũ khí để ám sát cô nàng. Thay vì chọn dao thì gã lấy một khẩu súng bắn đinh, rồi anh ta lặng lẽ chĩa súng ngay sau cô thư ký. Đang chuẩn bị nổ súng thì tự dưng điện thoại đổ chuông. Hóa ra là vị hôn thuê đã gọi cho nam chính. Trong cuộc hội thoại để lại toàn là những lời đường ngọt, thậm chí vị hôn thuê còn cảnh báo Patrick đừng có gạ gẫm gái nhà lành nhé, không thì em mà bắt được thì hai hòn trứng cút chỉ có dụng thôi. Cơ mà có cô thư ký ngồi đây mà hôn thê lại nhởn nhơ nói như thế. Cảm thấy quá ngại ngùng, nam chính đã đuổi cô thư ký về nhà, nếu ở lại e rằng anh ta sẽ làm tổn thương đến cô nàng. Nghe vậy cô thư ký cũng bỏ đi ngay sau đó. Lúc này nam chính đang có cuộc gặp mặt với vị thám tử. Ông thám tử muốn biết vào đêm Alan bạt vô âm tín thì lúc đó Patrick đang công tác ở xó xỉnh nào. À thì hôm đấy em đang đi chơi với gậy đẹp anh ơi. Ơ kìa thằng em cứ bốc phét anh làm gì. Và ông ấy đã cho Patrick biết anh ta không còn bị nằm trong danh sách bị nghi ngờ nữa, vì thằng đệ của anh đã nhìn thấy em trong một bữa tiệc vào tối hôm đó. Nam chính nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, và ông ta cũng cho rằng có lẽ Alan đã rời thành phố đến London. Vừa thoát khỏi diện tình nghi thì anh ta lại tiếp tục công cuộc giết chóc. Patrick đã tìm đến em gái gọi hôm trước mà đã lên giường cùng mình. Hắn muốn tối nay cô nàng hãy xúc than cho mình tiếp. Tuy nhiên cô ấy đã từ chối ngay, do lần trước hắn ta đã cầm dao tattoo vào người cô ấy, khiến cô đã phải đi cấp cứu khẩn cấp. Tuy nhiên Patrick khéo léo hứa lần này sẽ không nghịch ngu như vậy nữa. Thấy cô nàng vẫn dứt khoát từ chối bỏ đi, anh ta đã chơi bài sử dụng một cục polymer. Thấy số tiền nhiều như vậy lòng tham không thể kiềm chế được, cho nên cô ấy không chút mảy may mà nhận lời. Tuy nhiên lần này Patrick đã đổi địa điểm để xây lâu đài tình ái. Lần này không phải ở khách sạn 5 sao của hắn nữa, mà là khách sạn 7 sao của tên Alan. Tại đây cũng có thêm một cô gái tóc đỏ khác. Được biết cô ấy từng là người tình cũ của Patrick. Sau khi trò chuyện từ trên trời xuống dưới biển thì rất nhanh sau đó ba người đã cùng nhau trên một chuyến xe tăng. Vì nghi ngờ Patrick lại điên như lần trước, cho nên lần này em gái gọi đã nhấc mông rời đi trước. Quả nhiên Patrick điên cuồng lên cơn chó dại, cắn chết cô người tình ngay tại chỗ. Thấy vậy em gái gọi hoảng hốt bỏ chạy, cơ mà mở cửa phòng nào cũng là xác chết.
hóa ra mọi nạn nhân bị hắn giết đều được cất ở nhà Alan. Mà lúc này Patrick như một con quái vật khát máu, hắn ta lông nha lông nhông điên cuồng dí theo cô. Cô gái nhanh nhẹn tẩu thoát xuống cầu thang, cơ mà hắn lại không thèm dí theo cô nữa. Rồi Patrick bắt đầu sử dụng máy cưa căn ke từ trên, hắn thâm hiểm trực tiếp quăng thẳng máy cưa xuống phía dưới và không may đã đâm trúng thẳng người cô gái. Quả nhiên tên này đúng là một kẻ máu lạnh hết sức tưởng tượng. Vào một buổi chiều tàn, nam chính đi rút tiền từ cây ATM thì đột nhiên một chú mèo đáng yêu xuất hiện tại đây và Patrick vẫn rất tình cảm nựng nó, cho đến khi cây ATM thông báo hãy cho tôi ăn một con mèo hoang. Thấy vậy hắn ta lên cơn muốn giết con mèo. Một bà cụ thấy vậy muốn can ngăn lại thì hắn độc ác găm bi sắt thẳng bà cô, cơ mà tiếng súng vang trời đó đã để quân triều đình gần đó phát hiện ra. Thấy vậy tên sát nhân lập tức vắt chân lên cổ bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì cũng bị cảnh sát quây tới. Vào đường cùng hắn ác ôn nã đạn về phía bọn họ, không biết súng của hắn có đem đi độ hay chế chức gì không, mà nã được vài viên bi sắt thì lập tức xe cảnh sát nổ tan tành và đã khiến cả một tiểu đội phải bỏ mạng ngay tức khắc. Trong cơn hoảng sợ hắn vội vã tìm đến văn phòng của mình, nhưng vì hoảng quá mà đã đi nhầm vào tòa khác. Thấy thế tên sát nhân hung ác đoạt mạng luôn ông bảo vệ, đồng thời hắn không chút chần chừ khử luôn một người dân vô tội gần đó. Cuối cùng thì tên Patrick đã đến được văn phòng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện trực thăng, hắn nghi ngờ FBI đang đi săn lùng mình. Thấy vậy tên sát nhân sợ sun vòi nấp dưới gầm bàn, quá sợ hãi hắn vội vã nhấc máy cho luật sư của mình, rồi bắt đầu khóc nhè thú tội toàn bộ quá trình giết người cho luật sư biết. Đồng thời hắn cũng tự khai rằng đã giấu cái xác của Jackson tại bồn tắm ở Hell Kitchen. Câu nói tiếp theo còn kinh khủng hơn thế, hắn nói rằng bản thân đã ăn não vài người. Tên này đúng là độc ác không khác gì quỷ sa tăng. Hôm sau hắn tìm đến căn hộ 7 sao của Alan nhằm dọn dẹp tất cả cái xác mà hắn đã giấu tại đây, cơ mà lúc này căn nhà đã sạch sẽ không một vết nhơ. Hóa ra căn nhà này đã được dọn dẹp để giao bán, thậm chí nữ môi giới ở đó còn muốn Patrick hãy chim cút khỏi đây. Thấy vậy hắn vội vàng rời đi trong hoang mang. Diễn biến tiếp theo còn kinh khủng hết sức tưởng tượng, đó là khi hắn đã tìm đến luật sư của mình và tên sát nhân đã gợi lại chuyện tối qua đã thú tội với ông ấy, cơ mà luật sư còn nhận nhầm Patrick thành người khác và luật sư còn cho rằng câu chuyện thú tội đó là một trò đùa của hắn. Thậm chí luật sư thẳng thắn cho hắn ta biết bản thân vừa mới ăn tối cùng A lần tuần trước tại London, có phải bạn đang chơi đá cấp độ 7 đúng không? Sau khi nghe những câu nói hùng hồn đó từ luật sư, tên sát nhân đứng hình không nói lên lời, mà lúc này tại an phòng cô thư ký đã phát hiện ra một quyển sổ của Patrick, bên trong là toàn bộ hình ảnh giết người khát máu của hắn, tất cả đều được hắn tường thuật vẽ lại. Thấy thế cô thư ký không khỏi bất ngờ, lẽ nào tất cả những con người xấu số đã bị hắn giết đều là do một phần câu chuyện Patrick tưởng tượng mà ra, hay đây cũng có thể là một nhân cách thứ hai độc ác tồn tại sâu bên trong hắn. Phim tới đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Cà Phê Review nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.